Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với một video mới. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật thông tin cho cái phần cầu thủ Universal Player. Đây là hai cầu thủ đầu tiên được thử nghiệm cho cái việc hỗ trợ nâng rank, giúp mọi người có những cầu thủ giá trị cao và được nâng rank cộng 1 cộng 2 một cách rất là dễ dàng. Như đội hình của mình hiện tại thì cầu thủ Bele Over 89 đã được nâng lên cái mốc Over 92. Với cái mốc rank cộng 3 như thế này thì hoàn toàn miễn phí bằng việc là mình sử dụng cầu thủ Dudet, một trong hai cầu thủ mà được EA Sports tung ra cho cái việc hỗ trợ nâng rank nha. Và số lượng của cầu thủ Universal Player này thì có cái mức giới hạn, cho nên anh em cân nhắc cái việc sử dụng cho đúng mục đích cũng như là nâng cao cái giá trị đội hình của mọi người hơn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên là cầu thủ Universal đó sẽ đến từ đâu và sẽ làm cách nào để có thể nhận được tối đa những cầu thủ đó. Và đây là gương mặt của hai cầu thủ Universal Player mà EA đã tung ra cho các bạn thử nghiệm lần này. Đầu tiên sẽ là cầu thủ Dudet với Over 81. Và cầu thủ này sẽ hỗ trợ cho cái việc nâng rank cho cầu thủ từ mốc Over 80 cho tới 89. Và tối đa nhận được Dudet trong từng mỗi cái account của mọi người sẽ là 7 cầu thủ nha. Ở trong cái phần exchange này thì sẽ có hai cầu thủ Dudet này, với những cái yêu cầu và cái cách thực hiện để nhận được Dudet cũng rất là đơn giản. Ba cầu thủ còn lại thì nằm trong cái phần quest và mình đã nhận rồi và đã nâng cấp cầu thủ Bele của mình lên Over 92. Và hai cầu thủ cuối cùng cho cái phần 7 cầu thủ Dudet này sẽ nằm trong phần Starbat, cầu thủ Foden. Và yêu cầu để nhận được cầu thủ Dudet trong cái phần exchange này thì cũng rất là đơn giản nha. Ba cầu thủ midfielder là những cầu thủ tiền vệ với Over 80, cũng như là ba cầu thủ Over 80 ở cái phần hậu vệ, và sau đó là những cầu thủ trên hàng tiền đạo thôi. Và cầu thủ thứ hai sẽ là cầu thủ Mascherano. Đây là cầu thủ Over 91, sẽ hỗ trợ nâng rank cho cầu thủ từ bốc Over 90 cho tới 99. Đây là một cầu thủ rất là đặc biệt, và để nhận được cầu thủ này trong phần exchange thì cũng rất là khó nữa. Cần phải có 5 cầu thủ Dudet, đó là cầu thủ Over 81, và có thêm hai con hàng 90 cộng cho cái phần đổi được cầu thủ Mascherano. Vì đây là một cầu thủ rất là đặc biệt cho cái việc hỗ trợ nâng rank cầu thủ Over 90 cho tới 99, cho nên cái việc thực hiện exchange để đổi được cầu thủ này thì cũng rất là tốn kém. Đó là việc lưu ý anh em cần sử dụng cầu thủ này đúng mục đích nha. Và nếu anh em thực hiện cái việc exchange cầu thủ Mascherano này thì tối đa trong mỗi account của mọi người sẽ có được hai cầu thủ Mascherano nếu anh em nạp thêm cái phần Starbat. Và đó là tất cả ba cầu thủ trong cái phần exchange mà anh em có thể nhận trong cái phần cầu thủ Universal Player. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái phần tiếp theo trong cái phần Starbat này để mình hướng dẫn anh em có những cầu thủ Universal ở cái phần này nha. Trong cái Starbat này thì anh em bắt buộc phải mua nếu anh em muốn nhận những cái phần quà ở trên. Và tất nhiên là trong cái phần quà này sẽ có thêm cầu thủ Mascherano và có cả thêm hai cầu thủ Dudet. Đây là sự xuất hiện có rất là nhiều phần quà này, có cả sự trở lại của Vinicius Over 88. Và ở cuối trong cái phần quà này thì sẽ có sự xuất hiện của cầu thủ Foden Over 89 đấy này. Vinicius thì phiên bản này vẫn có thể thực hiện giao dịch trên chợ được nha. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Và đây là một trong những cái Starbat mà anh em cần phải mua nhất trong thời điểm hiện tại nha. Giá trị của nó thì đâu đó khoảng hơn 200.000 thôi, nhưng mà đem về rất là nhiều những phần quà. FC Boy cũng có, cầu thủ cũng có, những game cũng có. Và đặc biệt là có cả những cầu thủ Universal Player, những cầu thủ mà có thể làm cho anh em có rất là nhiều coin cho cái việc ra nấc cầu thủ. Và đây là hai cầu thủ Dudet cũng như là một cầu thủ Mascherano trong cái phần Starbat này. Đó là tổng cộng 7 con hàng Dudet cũng như là hai con hàng Mascherano mà anh em có thể nhận tối đa. Và trong những cái bắt quà như là 80 cho tới 89 hoặc là những cái bắt quà bên dưới là 75 tới 85 thì anh em hoàn toàn vẫn có thể nhận được những cầu thủ Dudet hoặc là Mascherano một cách rất là ngẫu nhiên nha, nếu mà anh em có cái nhân phẩm cao. Và cái phần này cũng là cái phần cuối cùng mà anh em có thể nhận được những cầu thủ Universal Player. Đây là hai cầu thủ thử nghiệm đầu tiên của EA thôi. Mình tin chắc là trong thời gian sắp tới thì EA sẽ tung rất là nhiều những phiên bản khác của cầu thủ Universal này để có thể hỗ trợ mọi người cho cái việc nâng rank một cách dễ dàng hơn. Vì những cầu thủ có giá trị cao, những con hàng mấy chục triệu coin thì cho cái việc nâng rank cộng 1 cộng 2 thì thật sự rất là khó khăn. Đó cũng là một cái thử thách rất là lớn cho những người chơi. Và bây giờ thì tới cái phần tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn mọi người nâng rank cho những cầu thủ nào có giá trị đặc biệt nhất và không phí cho cái phần cầu thủ Universal Player này. Vì từ ngày hôm qua tới giờ sau khi nâng cấp cho cái việc nâng rank này thì mình thấy có khá là nhiều anh em sử dụng những cầu thủ này cho những cầu thủ Pioneer là những cầu thủ không thể giao dịch được trên chợ với những Over 89 hoặc là những cầu thủ 90 cộng. Và thật sự là việc sử dụng những cầu thủ Universal Player này để nâng rank những cầu thủ Pioneer là một điều mình không khuyến khích nha. Mình nói thẳng ra là anh em không nên sử dụng những cầu thủ Universal Player để có thể nâng rank những cầu thủ Pioneer, vì đó là những cầu thủ không thể nào thanh khoản được, không mang lại giá trị thực cho cái đội hình của mọi người, và về sau thì không có thể giao dịch và không thể mua bán, không đem lại số coin cũng như là không thể nâng cấp đội hình của mọi người được. Và đây là những cầu thủ mà mình khuyến khích anh em có thể sử dụng những cầu thủ Universal Player để có thể nâng rank.
đó là cầu thủ Ronaldo, hoặc là đâu đó là những cầu thủ thấp hơn nhưng mà giá trị phải đâu đó là hơn 30 triệu coin, thì những cầu thủ Universal Player mới phát huy được cái khả năng cũng như là cái hiệu quả của mình. Ví dụ như anh em có một cầu thủ Mascherano với cái over 91 và anh em có sẵn một cầu thủ Ronaldo này với over gốc là 94 và anh em đập cầu thủ đó lên được cái mốc ranh cộng 1 sẽ với cái giá trị là 55 triệu coin, sẽ mang về cái lợi nhuận ròng đâu đó là hơn 20 triệu coin ngay lập tức cho cái việc đổi cầu thủ nâng ranh. Với cái ranh cộng 1 và cộng 2 này thì giá trị của Ronaldo béo rất là cao này, cộng 2 lên tới 75 triệu coin. Đó là cầu thủ đầu tiên mà anh em có thể sử dụng cầu thủ Mascherano cho cái việc nâng ranh nha. Tiếp theo đó là những cầu thủ khác với cái mốc over tương tự nhưng mà anh em cứ nhắm cầu thủ nào với giá trị cao thì anh em cứ nâng ranh cầu thủ đó lên thôi. Và với cầu thủ Dudet thì với những cầu thủ over 80 cho tới 89 cho cái việc hỗ trợ nâng ranh thì anh em lưu ý cũng chọn những con hàng có cái giá trị cao nhất thị trường thời điểm hiện tại nha, như cầu thủ Pele này, cầu thủ Mohamed Salah, Michael Ballack và đâu đó là những cầu thủ Neymar. Đây là những cầu thủ với cái mức giá gốc đã là hơn 11 triệu co rồi và sau khi đập lên cái mức ranh cộng 2, cộng 3 hoặc đâu đó là cộng 4 cho cái phần đổi cầu thủ Dudet đó thì giá trị của cầu thủ đó sẽ tăng lên rất là cao. Và theo mình thấy thì giá trị của những cầu thủ này sẽ rất là dễ để có thể bán đi này, những cầu thủ Pele này với cái mốc ranh cộng 3 cộng 4 thì đâu đó với mức giá là hơn 30 triệu coin và có rất là nhiều những người đang sẵn sàng mua với cái giá trị đó nha. Đó là cái cách hiệu quả nhất mà anh em có thể sử dụng những cầu thủ Universal Player. Và riêng với cầu thủ cao nhất over hiện tại là cầu thủ Pele, anh em có thể sử dụng cầu thủ Mascherano để có thể nâng cấp với cái mốc ranh cộng 1 thôi với giá trị đã hơn 100 triệu coin rồi. Và với cái mốc ranh cộng 2 thì sẽ đâu đó 160 triệu coin. Riêng cầu thủ Pele này thì với cái mức giá gốc đã là 80 triệu coin thì anh em không nên nâng cái mốc ranh cộng 1 nha. Riêng khoản đầu tư cho Pele này thì anh em đủ khả năng thì phải lấy hai cầu thủ Mascherano để có thể nâng lên cái mốc ranh cộng 2. Với cái giá trị của cầu thủ đó mang lại là 160 triệu coin sẽ mang về ngay lập tức 80 triệu coin tiền lãi cho tất cả mọi người cho cái thương vụ đầu tư đó. Và nếu anh em không đổi được cầu thủ Mascherano với cái phần exchange thì anh em hoàn toàn có thể nhận được cầu thủ Mascherano với phần Starbucks và anh em hoàn toàn có thể sử dụng vào những con hàng 94. Và theo mình thấy thời điểm hiện tại con hàng đặc biệt nhất có đem lại cái lợi nhuận nhanh nhất đó là Ronaldo de Lima. Với over gốc là 94 với giá trị là 30 triệu coin thì sẽ mang về cái giá trị là 55 triệu coin cho cái mốc ranh cộng 1. Đây là một cái thương vụ đầu tư rất là hời anh em ạ. Đó là tất cả những chia sẻ của mình cho cái phần cầu thủ Universal Player. Hy vọng là cái video này sẽ sớm tới tay tất cả những người chơi đang chơi cái tựa game FC Mobile này, sẽ mang tới cái hiệu quả cũng như là cái lợi ích nhất định cho tất cả những anh em chưa biết cho cái phần nâng ranh của cầu thủ Universal Player. Và những anh em đang xem video này vẫn có thể chia sẻ cái video để hỗ trợ cho cộng đồng một cách tốt nhất nha. Và anh em có những cái đóng góp, những cái ý kiến gì đó cho cái phần này thì anh em có thể chia sẻ vào phần bình luận bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Nếu cảm thấy video hay và bổ ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh này, chia sẻ và like cái video. Và anh em cũng đừng quên là thực hiện cho cái phần Challenge Mode này mỗi ngày nha. Sẽ đem về những cầu thủ cũng như là những cái số coin nhất định để anh em có thể thực hiện cái việc nâng cấp đội hình của mình. Hy vọng là anh em có những cái phút giây trải nghiệm tuyệt vời cho cái tựa game FC Mobile này. Và anh em nào có nhu cầu nạp FC Boy hoặc là những Starbucks, những cái badge trong store thì anh em có thể liên hệ với mình qua cái số Zalo đang có trong cái phần mô tả của video này. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa đã xem hết video đến đây cùng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh. Well, maybe I'm done, maybe I
I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurting. Trauma creeps up at me after I'm old. I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. I don't know what else to say.